Hello hello, Dung xin chào tất cả các bạn. Lưng gù sẽ khiến cho dáng chị em chúng ta rất là xấu. Bài tập này sẽ giúp cơ lưng và vai săn chắc, lấy lại dáng lưng thẳng cho chị em chúng mình. Mọi người cùng tập với Dung nha. Di chuyển tay, đẩy căng ra sau 2 nhịp. Sau đó, xoay khuỷu tay của bạn, tay hướng lên trên, căng lưng và mở rộng ngực. Di chuyển cánh tay của bạn từ trước ra sau, căng lưng và mở rộng lồng ngực. Gập khuỷu tay của bạn và duỗi thẳng khuỷu tay của bạn xuống. Các bạn chú ý không nâng khuỷu tay của mình lên quá cao nhé. Di chuyển tay của bạn về phía sau và hai bên. Hãy cẩn thận để không làm cong hông của bạn. Các bạn hãy làm theo tốc độ của mình nhé. Đan hai tay vào nhau và kéo khuỷu tay về phía sau. Xoay ngực không uốn cong hoặc vặn hông. Gập nhẹ khuỷu tay của bạn và di chuyển cánh tay. Mở rộng lồng ngực bằng hơi thở hít vào và thu cánh tay lại bằng hơi thở thở ra. Động tác kéo khuỷu tay và động tác đẩy lòng bàn tay ra sau. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự mở ra của lồng ngực
và nhận biết được hơi thở của mình. Hãy di chuyển cửu tay của bạn từ trên xuống dưới. Các bạn cứ làm chậm theo tốc độ cơ thể của chính mình. Lăn lưng và ưỡn ngực. Các bạn chú ý hít thở đều trong khi mình tập nhé. Bài tập cuối cùng, đưa khuỷu tay của bạn ép lại với nhau trên lưng. Các bạn dùng cơ bụng và cẩn thận không uốn cong hông nhé. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng Dung đến hết bài tập ngày hôm nay. Một cơ thể hoàn hảo đang đợi bạn trong tương lai. Nếu yêu quý Dung, hãy tặng Dung một like và subscribe kênh của Dung để chúng ta đồng hành cùng nhau nhiều hơn nhé. Và đừng quên khoe thành quả đạt được với Dung nha. Cùng Dung sống khỏe đẹp cùng gia đình bạn.